chào tất cả khán giả của Pop TV. Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 16 của nhà Tuấn Anh. Người ta nói đùa như vậy là để người ta nghĩ là mình là mong muốn lúc nào cũng trẻ mãi, con già. Hôm nay người ta rất là vui khi rất là nhiều khách mời đến đây đã dự sinh nhật của nhà Tuấn Anh. Xin chào tất cả quý vị khán giả của Pop TV. Phúc đang có mặt tại buổi tiệc sinh nhật của một người anh em trong nhóm 188 của Phúc, đó là anh Nhật Tinh Anh. Đối với nhóm 188 thì năm anh em lúc nào cũng dành những tình cảm rất là đặc biệt cho nhau. Khi mà có những cái dự án âm nhạc hay là những cái buổi tiệc chúc mừng gì đó của những thành viên thì những thành viên khác hay đến tham gia. Cẩm Linh xin gửi lời chào đến tất cả khán giả của kênh Pop TV. Ngày hôm nay Dương Cẩm Linh đang có mặt trong một buổi tiệc sinh nhật của ca sĩ Nhật Tinh Anh. Và chúc anh một tuổi mới thật là thành công. Mình sẽ gặt hái được thêm nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp âm nhạc của mình, cũng như là chúc anh thêm tuổi mới thật nhiều sức khỏe và thật nhiều hạnh phúc.